quan điểm cho thành để mà xem cái bà con đào cái cuối cái bàn tay còn lại cuối cùng nên như thế nào. Bây giờ ở Vĩnh Châu đang cũng bán ảnh ở đây, bây giờ đến đây để xem các bạn. Cảm ơn các bạn. Cái lượt khách thường du lịch để người ta đến người ta tham quan chiêm ngưỡng cái chỗ tượng thần nổi các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Còn bên này thì những anh em đang đào bới kiếm cái bàn tay cuối cùng của thần các bạn. Đây là những anh em đang đào tìm kiếm cái bàn tay cuối cùng của thần luôn các bạn. Đây người ta ra chỗ tượng thần nổi nha các bạn. Bây giờ là cái đoạn người đến để mà cúng bái chỗ tượng Phật nổi đầu tiên các bạn. Đây rất là đông luôn. Rất là đông các bạn. Rất là đông luôn các bạn. Đồ này là Phật tử ở Vĩnh Châu lên các bạn. Nghe cúng bái khu vực này. Đây là các bạn nhìn thấy. Cô lên đây thấy sao con? Hả? À, đi lên đây thấy cái tượng thằng ở trong chùa như thế nào con? Mắc cỡ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa cô Vĩnh Châu lên rồi cô tham quan thấy cái tượng Thần Đức Nương như thế nào cô? Hả? Thấy cái tượng trong chùa như thế nào? Chùa tốt á, đẹp không? Đẹp á, thấy ổng vui vẻ á. Dạ. Vui vẻ, hồi ấy lên tàu lên thấy đó là không vui vẻ, bây giờ đang vui vẻ. Đang thấy không vui vẻ lên. Thấy tươi á. Dạ. Cô lên này được mấy lần rồi cô? Hai lần rồi. Hai lần. Cô ở Vĩnh Châu lên hồi mấy giờ tới giờ? À, hồi 10 giờ. Đi chung với đoàn cái gì vậy? Đoàn luôn, xe 16 chỗ. Dạ. Cô tên gì? Tên Lan. Tên Lan, ở Vĩnh Châu. Hải. Hải. Châu phải không? Châu. Con xin cảm ơn con. Dạ, người ta đang đào cái ca bàn tay của thằng ở bên đó. Đây là những anh này là cũng đào á các bạn, mà người ta đang nói chuyện về cái khu vực ở đất này của chị như thế nào cho những người du khách người ta biết. Cho xem người ta bị cúng các bạn. Lẻ lẻ đi. Đây bây giờ thì học viện của Dương Châu đến đây bắt đầu để đọc một cái bài kinh để mà cúng thần các bạn. Oh.
anh cũng và học kinh thì anh em cũng đến đây để mà xem các bạn. Cô Vĩnh Châu đã đọc cái bài kinh xong các bạn, bây giờ thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, chúc các bạn mới vui vậy. Chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Cảm ơn cô rất nhiều ha cô.